Hòa Ái và Vũ Hoàng kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Chúng tôi xin mở đầu bản tin tối thứ Hai, ngày 14 tháng 1 với một số tin tức đáng chú ý. Đài Loan chuẩn bị thăm dò dầu khí quanh đảo Ba Bình. Truyền thông Trung Quốc đồng loạt đòi hỏi nhà nước giải quyết ô nhiễm môi trường. Thưa quý vị, trước hết liên quan đến vấn đề Đài Loan thăm dò dầu khí ở Trường Sa, tờ Alaska Dispatch hôm nay phỏng vấn người phát ngôn của Cục Khai thác mỏ và Công ty cung cấp dầu khí CPC của Đài Loan. Được viên chức này cho biết, khoản dự chi cho kế hoạch này ít nhất là 560.000 đô la. Phát ngôn nhân Chen Minh Huy nói, Biển Đông chính là nơi mà Việt Nam và các nước khác tìm kiếm dầu khí nên sẽ mang lại những cơ hội tốt. Hiện Đài Loan đang phải phụ thuộc đến 99% vào nguồn năng lượng nhập khẩu. Cũng cần nhắc lại, chính quyền Đài Bắc hôm 28 tháng 12 đã tuyên bố sẽ đưa tàu đến vùng biển gần đảo Ba Bình để tập đoàn CPC thăm dò nguồn dầu khí tại đây. Đài Loan hiện giữ quyền kiểm soát đảo Ba Bình, hòn đảo lớn nhất thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Vào hôm 10 tháng Giêng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng phản đối và yêu cầu Đài Loan hủy bỏ kế hoạch này, vì như vậy là vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa. Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Việt Nam khai mạc sáng ngày hôm nay, dự kiến sẽ xem xét thông qua nghị quyết hướng dẫn thi hành việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Ngoài nội dung này, các buổi thảo luận của Ủy ban Thường vụ cũng sẽ đề cập đến nội dung của các dự án luật giáo dục, luật quốc phòng, an ninh, luật phòng chống khủng bố, luật đất đai sửa đổi, luật khoa học và công nghệ sửa đổi và luật phòng tránh giảm nhẹ thiên tai. Dự kiến, phiên họp sẽ kéo dài từ hôm nay cho tới hết ngày 16 tháng 1. Việt Nam sẽ bắt đầu mua lại nợ xấu trong vòng quý 1 năm nay. Truyền thông trong nước loan tin này vào ngày hôm nay. Theo đó, thì đề án thành lập công ty quản lý tài sản để xử lý nợ xấu, gọi tắt là VAMC, của Ngân hàng Nhà nước, đệ trình Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng, hiện có nhiều khả năng được thực hiện, với hy vọng sẽ giải quyết được tình trạng tỷ lệ nợ xấu cao, là gánh nặng của nền kinh tế Việt Nam. Đề án VAMC có vốn điều lệ ban đầu là 100.000 tỷ đồng, được huy động chủ yếu thông qua hình thức trái phiếu. Tổ chức sẽ hoạt động dưới hình thức phi lợi nhuận. Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia cho biết có nhiều khả năng VAMC sẽ ra đời trong tháng này để mua bán nợ xấu ngay trong quý 1. Việc giải quyết gánh nặng nợ xấu sẽ do Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính đảm nhiệm. Ngân hàng Nhà nước chịu trách nhiệm về nợ xấu ngân hàng, trong khi Bộ Tài chính sẽ lo giải quyết nợ xấu của khối doanh nghiệp. Sau phần tin quốc tế, thưa quý vị, truyền thông Trung Quốc đồng loạt lên tiếng đòi hỏi chính phủ phải có những biện pháp khẩn cấp để giải quyết tình trạng ô nhiễm không khí rất đáng ngại ở một số thành phố trong những ngày vừa qua, điển hình là ngay tại thủ đô Bắc Kinh. Trung Quốc Nhật báo viết rằng đã đến lúc nhà nước phải học hỏi cách cân bằng giữa phát triển và chất lượng của cuộc sống. Tờ báo cho rằng Trung Quốc đang trên đà đô thị hóa quá nhanh chóng. Điều cần thiết phải làm là làm sao có thể thực hiện kế hoạch đã đề ra mà môi trường sống của người dân không bị suy kém. Nhân dân Nhật báo cũng đặt câu hỏi chính phủ sẽ phải giải quyết thế nào trước tình trạng ô nhiễm ngày càng ở mức nghiêm trọng hơn. Tờ Hoàn Cầu Thời báo xuất bản bằng Anh ngữ đòi hỏi nhà nước phải công bố đầy đủ các chi tiết liên quan đến môi trường, nói thêm rằng mọi chính sách liên quan đến phát triển và môi trường phải được giải quyết bằng những quyết định dân chủ, không để bị ảnh hưởng bởi chính trị. Những bài viết được đăng tải trên báo chí sáng nay ở Trung Quốc phản ánh những lời bình phẩm phổ biến trên các trang mạng xã hội. Đại ý những lời bình phẩm này cho rằng chính phủ phải có biện pháp giải quyết tận gốc rễ vấn đề ô nhiễm môi trường và chuyện khuyên dân chúng hạn chế ra ngoài vì độ ô nhiễm không khí cao bị chỉ trích là không phải giải pháp. Cảnh sát Thái Lan mới bắt giữ hơn 150 người Hồi giáo Rohingya ẩn núp ở một địa điểm nằm sát biên giới Thái Lan-Miến Điện. Trước đó, 400 người Hồi giáo Rohingya đã bị bắt giam về tội xâm nhập lãnh thổ bất hợp pháp. Những người này cùng với nhóm người mới bị bắt hôm nay đều khai là họ chạy trốn từ Miến Điện sang vì bị ngược đãi. Tổ chức quan sát nhân quyền Human Rights Watch đã gửi thư cho chính phủ Bangkok yêu cầu được tiếp xúc với những người này trước khi Thái Lan trục xuất họ về lại Miến Điện. Và tin cuối cùng, thưa quý vị, sáng sớm hôm nay, lực lượng tuần duyên Malaysia cứu được 41 người Indonesia sau khi chiếc thuyền chở họ bị đắm ở ngoài khơi và hiện vẫn đang tìm 7 người mất tích. Một viên chức của cơ quan tuần duyên Malaysia nói là đoàn người này từ Indonesia trên đường đến đảo Batam của Malaysia, hy vọng sẽ tìm được việc làm ở các đồn điền hay những cơ xưởng kỹ nghệ. Hãng thông tấn Bernama đưa tin nói, trong số những người may mắn được cứu sống, có một phụ nữ mang thai 8 tháng dẫn theo một đứa nhỏ hơn 1 tuổi. Quý khán thính giả vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ rfa.tiengviet.net. Nếu bị tường lửa ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ achautưdo.info. Ngoài ra, quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Hòa Ái và Vũ Hoàng xin kính chào tạm biệt.